giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Tâm phải giống như mặt đất vậy. Tất cả pháp, tất cả chúng sanh nương vào đó mà sống, sinh trưởng, gánh vác. Cho nên trên kinh nói tâm như đại địa, năng an nhất thiết. Chúng ta cần tin theo lời Phật. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ, từng câu từng chữ đều là nguyên văn trong năm loại bản dịch gốc. Các vị có thể đem năm loại bản dịch gốc ra để đối chiếu xem. Nếu như bạn có nghi hoặc, bạn đem năm loại bản dịch gốc ra đối chiếu lại để xem. Tôi trước đây đã từng in qua. Đề mục của bổn này tên là Tịnh Độ Ngũ Kinh Đọc Bản. Trong đó có năm bản dịch gốc, có bốn bản hội hiệu. Tổng cộng 9 loại bản của Kinh Vô Lượng Thọ đều in vào trong đó. Mọi người có thể đối chiếu. Kinh Di Đà có 3 loại bản dịch. 3 loại bản dịch này là bản dịch của Đại sư La Thập, bản dịch của Đại sư Quyền Trang, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ, thấy đều in chung với nhau. In ra bản này mục đích chẳng qua là kiên định tính tâm của các đồng tu, không thể dễ dàng bị người ta làm dao động, làm hỏng đi đại sự nhân duyên trong đời này của chúng ta. Thế thì quá đáng tiếc rồi. Chúng ta nhất định phải biết đọc tụng Đại Thừa. Quy y Kinh Vô Lượng Thọ, cung kính A-di-đà Phật. Biết chăm chỉ tu pháp cúng dường. Chúng tôi ở trong các buổi giảng đã báo cáo tỉ mỉ với các vị rồi. Cúng dường như thế nào vậy? Cúng dường Như Lai, cúng dường chúng sanh, như giáo tu hành cúng dường. Đây là chân thật cúng dường. Loại cúng dường này chính là đích thực cúng dường Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta tổng kết ý nghĩa ở trong kinh này. Nếu như chúng ta thực sự có thể chí tâm xưng danh, đọc tụng Đại Thừa, quy y cung kính cúng dường, người này công đức của họ là không thể đo lường. Họ nhất định được chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, không chỉ là Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm Thế Chí Văn Thù, Phổ Hiền, oai thần của những Đại Bồ Tát này gia trì, nhất định đạt được quả báo bất khả tư nghị. Phật ở trên kinh này nói với chúng ta, Bồ Tát Địa Tạng trong thời quá khứ, vô thủy kiếp đến nay,
dùng vô lượng vô biên hóa thân phóng quang thuyết pháp, phổ độ chúng sanh, thường trụ pháp giới U Minh. Pháp giới U Minh là như thế nào? Chúng ta làm sao học tập? Chúng ta có phải là chui vào trong địa ngục hay không? Nhất định phải hiểu được nghĩa thú mang tính tiêu biểu pháp của từng câu từng chữ trong kinh văn. Ý nghĩa của pháp giới U Minh chính là nói chúng ta hạ thấp tư thế, làm thiện không cần để cho người khác biết, không cần biểu dương. Cái này chính là pháp giới U Minh, là một cách thầm lặng, chăm chỉ nỗ lực mà làm, xả ly tất cả danh vọng lợi dưỡng, chính là pháp giới U Minh. Thành tựu công đức chân thật của mình, mỗi niệm đều là lợi ích chúng sanh trong lục đạo. Ở trên kinh này nói với chúng ta, mối quan hệ của chúng ta với chư Phật Bồ Tát, mối quan hệ của chúng ta với chúng sanh lục đạo, phàm phu không biết. Chân thật như cái gọi là ỷ mạnh hiếp yếu. Tàn hại tất cả chúng sanh, những chúng sanh này cũng đều là phàm phu, cũng đều là mê hoặc điên đảo. Mê hoặc điên đảo thì tâm trả thù không bị tiêu mất. Bạn làm tổn thương họ, cái tâm oán hận đó của họ vĩnh viễn hàm chứa ở trong A Lại Gia Thức. Khi họ có cơ hội, họ làm sao không trả thù được chứ? Loại trả thù này chính là tai nạn trên thế giới ngày nay, là tai nạn lớn. Phật ở trên kinh nói đao binh kiếp. Đao binh kiếp sau này chính là chiến tranh hạt nhân. Nhân của kiếp đao binh là gì? Ăn thịt chúng sanh. Phật nói rất rõ ràng, nếu muốn tránh khỏi kiếp đao binh của thế gian, trừ khi chúng sanh không ăn thịt, đao binh kiếp này mới có thể hóa giải. Khi còn trẻ không biết, không ăn nó thì cũng giết hại nó. Kiến, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người bản thân cũng tạo qua cái tội nghiệp này. Kiến bò vào nhà, không thích bỗng chốc nấu một nồi nước sôi tưới cho nó chết. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người làm như vậy, chúng ta cũng đã từng làm qua rồi, mặc tình giết hại những động vật nhỏ này. Trước đây không biết, vậy mới biết mình đã phạm qua lỗi lầm nghiêm trọng này. Phật dạy chúng ta phải phát lộ sám hối. Chúng ta ngày nay hiểu rõ rồi, biết được mình đã làm việc sai, chăm chỉ tu hành, mỗi ngày tụng niệm, cúng dường, tu học, tất cả công đức đều hồi hướng cho những oan gia trái chủ này.
Cái công đức này chính mình chúng ta không dám hưởng thụ. Hy vọng đem những oan kết này thấy đều hóa giải hết. Chúng ta ở trên đạo Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại rồi. Nếu không thì thường hay nói là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng của bạn tại vì sao không hiện tiền được chứ? Những chúng sanh bị bạn giết hại này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn được? Không thể nào. Cho nên chúng ta nên học Bồ Tát Địa Tạng, dùng tâm chân thật giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Tâm phải giống như mặt đất vậy. Tất cả pháp, tất cả chúng sanh nương vào đó mà sống, sinh trưởng, gánh vác. Cho nên trên kinh nói tâm như đại địa, năng an nhất thiết. Đây là thí dụ đất là tâm, là thức. Chúng ta ngày nay nhìn thấy mặt đất, chân bước lên mặt đất, phải biết hồi quang phản chiếu. Đất là tâm địa của chúng ta. Tâm địa bình đẳng, chuyên chở các pháp, chuyên chở tất cả chúng sanh. Người bạn ưa thích, yêu thương cũng ở trên mảnh đất này. Người bạn ghét, oán hận cũng ở trên mảnh đất này. Đất không phân thân sơ, không có yêu ghét. Chúng ta nên học mặt đất. Tâm địa chúng ta vốn dĩ giống như mặt đất vậy. Hiện nay ở trong đó khởi tâm động niệm phân biệt yêu ghét, phân biệt tốt xấu, đây là sai lầm. Đất không có phân biệt, hay nói cách khác, chân tâm không có phân biệt. Mà là vọng tâm đang phân biệt. Vọng tâm là sai lầm. Biết được vọng tâm đang phân biệt thì biết tâm chúng sanh. Biết được đất không phân biệt thì biết chân tâm. Cho nên lập luận của bổn kinh chính là chân tâm và vọng tâm. Đây là nói một chữ địa này. Chữ thứ hai là tạng. Ý nghĩa của tạng là cất giữ, tàng chứa. Người thế gian chúng ta nói là nhà kho, kho báu. Người thế gian những đồ châu báu đều phải cất giữ cho thật kỹ. Những của cải này có thể bảo vệ họ sống an toàn. Nếu như bản thân bị mất đi của cải, họ sẽ cảm thấy sợ hãi, cuộc sống không được bảo vệ rồi. Cho nên người thế gian người nào cũng hy vọng là cất giữ những đồ châu báu này, những của cải này. Phật dùng cái này để thí dụ.
ở trong tự tánh chúng ta có kho báu tam đức bí tạng. Ở trong chân tâm tự tánh chúng ta có pháp thân. Pháp thân là cái thân chân thật. Ở trong tông môn nói là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra, mặt mũi xưa nay là pháp thân, bất sanh bất diệt, không đến không đi, không dơ không sạch. Cái thứ hai là bát nhã. Bát nhã là trí huệ. Trí huệ cứu cánh viên mãn là ở trong tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài. Vô lượng vô biên trí huệ, thế giới này, nơi chốn kia, quá khứ vị lai, không có cái gì không biết. Cái sở tri này, sở tri hiện nay không biết, không biết liền biến thành có chướng ngại rồi. Sở tri là cái vốn có. Hiện nay có cái làm chướng ngại sở tri của chúng ta, đây gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng cùng với phiền não chướng, dụng ý của hai cách gọi này là khác nhau. Phiền não chính là chướng ngại, sở tri không phải chướng ngại. Cái mà chướng ngại sở tri đó gọi là sở tri chướng. Nếu như chúng ta từ trên danh tướng Phật Pháp mà nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước, chấp trước là phiền não chướng. Hoàn toàn là phiền não. Ở trong phân biệt có một phần là phiền não, một phần là sở tri chướng. Ở trong vọng tưởng hoàn toàn là sở tri chướng. Có người hỏi vô minh từ đâu mà có, vô minh có như thế nào? Thật ra Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất thấu triệt rồi. Người đọc kinh Lăng Nghiêm cũng qua loa sơ ý, cứ như vậy mà cho qua, cẩu thả cho qua. Phật nói rất rõ ràng, tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Sao gọi là tri kiến? Tri kiến chính là sở tri. Sở tri chính là trí huệ bát nhã. Bạn ở trong sở tri còn lập thêm một cái tri nữa thì sai rồi. Trên đầu lại gắn thêm một cái đầu, đó chính là gốc rễ của vô minh. Bạn không nên ở trên sở tri lại lập thêm một cái tri nữa thì trí huệ của bạn liền hiện tiền ngay. Bạn cứ muốn lập một cái tri nữa, thế thì có cách gì bây giờ chứ? Chúng tôi nêu ra một thí dụ để nói. Cái này các bạn nhìn thấy rõ ràng rồi. Chúng tôi dùng cái này thí dụ, mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đây là sở tri. Đây là tri kiến. Vẫn cứ nói trên tay pháp sư cầm một cuốn sách thì xong rồi, lập tức rơi vào vô minh. Cái này gọi là sách sao? Cái này gọi là tay sao? Tay là do bạn lập nên, sách là do bạn lập nên. Nếu bạn lập nên cái này gọi là sách, cái này gọi là tay, thì bạn xong rồi. Đây chính là vô minh. Phật Pháp khi chưa đến Trung Quốc, người Trung Quốc cũng rất thông minh. Lão Tử đã biết danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Bạn nói cái tên là đã sai rồi. Đó là ý của bản thân bạn, không phải chân tướng sự thật. Cho nên bạn ở trên tri kiến lập tri, bạn liền rơi vào vô minh.
là bạn đã khởi vọng tưởng rồi. Ở trong vọng tưởng lại có phân biệt, lại có chấp trước, một lô những thứ phiền phức liên tiếp kéo đến rồi. Phật thuyết pháp cho chúng ta, Phật nói tôi mà không chấp trước cái tôi, cái này cao minh. Lục Tổ hỏi Vĩnh Gia, ông có còn phân biệt hay không? Vĩnh Gia đáp rất hay, phân biệt diệt phi ý. Tôi phân biệt chính là không có phân biệt. Ở trong tâm thật sự không có phân biệt, rất sạch sẽ. Phân biệt là gì? Vì đại chúng mà phân biệt. Cho nên nói chính là không nói, không nói chính là nói. Nếu bạn nói là nói, bạn không hiểu được cái ý nghĩa không nói này, bạn không hiểu được ý của Phật. Nếu như nói cùng với không nói phân thành hai thứ, thì nói cũng sai, không nói cũng sai rồi. Nói là gì? Phân biệt chấp trước. Không nói là vô minh. Đều rơi vào hai bên rồi. Nên biết nói với không nói là một, không phải hai. Nói tức không nói, nghe tức không nghe. Bạn cái này thông rồi, chướng ngại này bạn đều không còn nữa. Trên phương diện này bạn có thể thể hội được, thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh liền được phơi bày rồi. Bạn chân thật đã vào pháp môn không hai rồi. Người thế gian đáng thương là sống ở trong tương đối. Tương đối chính là hai, lại đối lập rồi. Bạn nói lớn thì đối lập với cái nhỏ, nói không bên kia liền có cái có, luôn luôn ở trong tương đối. Nói tôi thì đối lại với người. Khi nào bạn có thể bỗng chốc giác ngộ được ta với người không hai? Có như không là không hai. Tánh với tướng không hai, lý với sự không hai, sự với sự cũng không hai. Bạn mới nhập Phật Pháp, bạn mới hiểu được Phật Pháp. Cho nên cái khó của Phật Pháp ở chỗ nào vậy? Là khó ở chỗ này. Khó ở chỗ nào vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn không thể buông xả được. Chỉ cần không buông xả thì bạn không vào cửa Đại Thừa được rồi. Đại Thừa không có phần của bạn rồi. Bạn tu học Đại Thừa là tu học một loại thường thức ngoài da mà thôi. Đại Thừa chân thật là như thế nào? Bạn hoàn toàn không thể thể hội được. Đây là nói Bát Nhã với bạn. Còn có một cái bí tạng. Bí là bí mật, tạng là hàm chứa ở trong tự tánh. Giải thoát, giải thoát chính là đại tự tại, chính là ở trong Hoa Nghiêm nói là sự sự vô ngại, đều là vốn có ở trong tự tánh, vốn dĩ đầy đủ. Đây là ý nghĩa của tạng. Cái này gọi là tam đức. Tam đức ở trong tự tánh. Tại vì sao gọi là bí tạng vậy? Bí là giống như rất bí mật. Phàm phu thông thường không thể phát hiện được. Sáu căn không thể tiếp xúc được, không thể phát hiện là giống như rất là bí mật, là giống như cất ở chỗ đó, cất không bị người ta phát hiện ra. Hay nói cách khác là chúng sanh không thể hiểu rõ, không thể lý giải, gọi nó là bí mật. Và bên trong tâm tánh quả thật là bao hàm vô lượng vô biên tất cả pháp. Ở trong bổn tánh vốn dĩ đầy đủ. Dùng không hết. Đây là ý nghĩa của tạng, là giống như mỏ vàng trên thế gian chúng ta vậy. Ở trong cái mỏ vàng này hàm chứa vô số vàng.
bạn lấy bạn dùng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng mà mỏ vàng này ở chỗ nào bạn không biết, bạn không rõ, thế là biến thành bí mật rồi. Phật dùng cái này để thí dụ tâm địa của chúng ta, kho báu tâm địa của chúng ta. Sự cất chứa của đất so với sự cất chứa của tâm địa thì kém rất xa. Kho báu cất chứa trong tâm địa chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Phật pháp của tất cả chư Phật, thế pháp vô lượng của tất cả chúng sanh đều cất chứa ở trong đó. Bạn chỉ cần phát hiện kho báu tâm địa này, xin thưa với các vị, pháp thế gian, pháp xuất thế gian thấy đều thông đạt, thấy đều không có chướng ngại rồi. Phật pháp dạy học là để phát hiện kho báu của tự tánh. Kho báu tự tánh phải dùng cái gì để mở gì? Công cụ đó nhất định phải xứng tánh. Bạn dùng không phải công cụ xứng tánh thì bạn không có cách gì phát hiện kho báu của tự tánh được rồi. Công cụ xứng tánh là gì? Chính là hiếu và kính. Cho nên kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh của nhà Phật. Kinh Địa Tạng dùng cách nói hiện nay để nói chính là hiếu đạo và sư đạo. Hiếu thân tôn sư thì có thể phát hiện kho báu của tự tánh. Nếu như bạn không thể hiếu thân, không thể tôn sư, thì bạn vĩnh viễn ở ngoài cửa Phật Pháp. Hay nói cách khác, bạn học tiểu thừa biết đâu có thể có một chút xíu thành tựu, còn học đại thừa thì không có phận rồi. Đại thừa là khai phát tự tánh, khác với tiểu thừa. Tiểu thừa là ở trên sự tướng. Hay nói cách khác, nó vẫn là pháp thế gian. Ở trong tiểu thừa, pháp xuất thế, bạn cũng không thể đạt được. Hay nói cách khác, mặc dù bạn tu học tiểu thừa, bạn cũng chỉ có thể dừng lại ở trong cái cảnh giới sơ quả, nhị quả này. Tứ quả là không thể chứng được rồi. Nếu muốn chứng được tứ quả tiểu thừa, quả vị cao nhất của tiểu thừa, vẫn là phải hiếu thân tôn sư. Đây là chân lý. Mười phương ba đời, toàn bộ tất cả chư Phật Như Lai cũng không có ngoại lệ nào. Bạn xem Thế Tôn nói ở trong Tam Phước của Quán Kinh, ba loại tịnh nghiệp này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Lời nói này nói rõ ràng biết bao, sáng tỏ biết bao. Chúng ta nghe thấy rồi, cái gì đồng tu đều có thể nhớ được, cũng đều nói được, nhưng chỉ là không chịu làm, thế thì vô phương rồi. Một ngày nói 1.000 lần, nói 1.000 lần cũng không có tác dụng gì. Đó là ăn bánh vẽ, có tác dụng gì chứ? Nhất định phải tự mình chăm chỉ làm đến được. Đem tâm hiếu thuận cha mẹ mở rộng ra, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Chư Phật Như Lai quả thật là tu như vậy. Tất cả chúng sanh chính là cha mẹ của chính chúng ta, không phải là người khác. Tất cả chúng sanh chính là thầy của chúng ta. Đọc Hoa Nghiêm bạn cần phải tin, không những hết thảy mọi người là thầy. Hôm qua chúng tôi nói về cây, cây cối hoa cỏ, có cái nào không phải thầy chứ?
sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chân thật là một hạt vi trần, một lỗ chân lông. Chúng ta chạm mắt đều có thể tỉnh ngộ, đó chính là thầy. Hôm qua nhìn thấy cây, hạt là tính tâm, rễ là từ bi, thân là trí huệ. Cành lá là ngũ độ, cành nhánh là ngũ độ. Mọi lúc mọi nơi chỉ cần nhìn thấy rồi, trong tâm đều khai trí huệ. Đúng như lời đại sư Huệ Năng nói, Huệ Năng khi gặp ngài Ngũ Tổ, nói với ngài Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Ngài sao không thường sanh trí huệ được chứ? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài đều khai ngộ. Đây chính là thường sanh trí huệ. Chúng ta ngày nay sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, sanh phiền não. Nếu thuận theo ý của mình thì khởi tham ái. Tham ái là phiền não. Không hợp với ý của mình thì chán ghét. Chán ghét sanh phiền não. Người ta sáu căn nhìn cảnh giới sáu trần sanh trí huệ, không sanh phiền não. Đây chính là phàm thánh, không như nhau. Khởi tu đều khác nhau. Cho nên Phật ở trên kinh nói với chúng ta, khẳng định tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ muôn pháp, có đủ tất cả các pháp. Cái này là bảo, giống như ở trong đất vậy, hàm chứa những kho báu khoáng vật này. Kho báu hàm chứa trong đất có thể dùng hết, kho báu hàm chứa trong tâm tánh chúng ta dùng không hết. Tại vì sao không biết khai phá chứ? Bốn vị Bồ Tát lớn này chính là bốn pháp môn khai phá kho báu của tự tánh. Bốn pháp môn này phải dùng đồng thời. Bồ Tát Địa Tạng hiếu kính, Bồ Tát Quan Âm từ bi, Bồ Tát Văn Thù trí huệ, Bồ Tát Phổ Hiền thực tiễn. Bốn đại Bồ Tát vậy chúng ta khai phá kho báu của tự tánh. Bốn pháp môn này thiếu một cũng không được. Giống như bốn chân của cái bàn vậy, thiếu một cái là ngã xuống ngay, nó liền không thể đứng vững được. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Những gì mà Phật nói ở trong tất cả kinh Đại Thừa, ngàn kinh vạn luận không ngoài việc này. Chư Phật Bồ Tát sáng tỏ rồi liền thực hiện, các ngài được thọ dụng. Cái các ngài được là đại tự tại, đại viên mãn. Chúng sanh chúng ta mê hoặc điên đảo, đã mê mất tự tánh rồi, làm càng làm bậy. Cho nên tạo lục đạo luân hồi, trôi lăn trong sanh tử, vĩnh viễn không có ngày ra. Nhưng mà tánh đức của chúng ta, bất kể đang giác, bất kể đang mê, nó hoàn toàn không thay đổi. Ngộ cũng không có tăng thêm một mảy may, mê cũng không có giảm đi một chút nào. Tại vì sao Phật tôn kính tất cả chúng sanh? Ngay cả muỗi kiến cũng phải tôn kính. Tại vì sao ngài tôn kính vậy? Muỗi kiến cũng là chúng sanh, tánh đức của nó cũng là viên mãn, không có khác gì so với chư Phật Như Lai.
chỉ là do nó mê thôi. Nó biến thành tình trạng này. Nó không hiểu chuyện, làm càng làm bậy, tạo thành hình dạng này. Tuy là tạo thành hình dạng này, nhưng tánh đức của nó vẫn là viên mãn như cũ, không có khiếm khuyết một mảy may. Cho nên chư Phật Như Lai đối với chúng tôn trọng bình đẳng, lễ kính bình đẳng, cũng cúng dường bình đẳng. Ở trong thập đại nguyện vương, Phật đối với chúng không tán thán, nhưng cung kính cúng dường thì nhất định là bình đẳng. Từ bi đối với tất cả, chúng ta cần nhận thức tâm địa, công nhận kho báu này. Biết được chân tâm của chúng ta, cái tâm này nói từ trên Bát Nhã chính là Đại Bồ Đề. Từ trên Pháp Thân mà nói chính là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn thông thường cũng gọi là Đại Diệt Độ. Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là Diệt Độ. Nếu như dựa vào ba chữ này để nói Đại Diệt Độ, ba chữ này, ý nghĩa của Đại là Pháp Thân, Diệt là diệt phiền não, diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái đó là được Đại Tự Tại. Đại Tự Tại là giải thoát, độ là sáng suốt, là giác ngộ, chính là trí huệ Bát Nhã. Bồ Tát tu lục độ, sáu điều này là trí huệ. Các ngài sống là đời sống trí huệ cao độ. Các ngài sống là đời sống trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta ngày nay sống là đời sống phiền não khổ sở. Pháp Thân Bát Nhã giải thoát, ba đức này là ba đức vốn có của tự tánh. Mỗi mỗi đều đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Cho nên thường lạc ngã tịnh chúng ta gọi là tứ tịnh đức. Thường là vĩnh hằng bất biến, lạc là lìa tất cả khổ. Người thế gian chúng ta nói khổ lạc, cái khổ lạc này là đối lập. Hết thảy sự đối lập về khổ lạc thấy đều không còn nữa, thấy đều hết rồi, dứt hết rồi. Ý nghĩa của ngã là chủ tể, là tự tại. Thật sự có thể làm chủ tể được, thật sự được đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi, tâm địa không tịch. Trong chân tâm không được có một vật. Huệ Năng ngài nói rất hay, xưa nay không một vật. Nên biết xưa nay không có một vật nào. Nếu mà ở trong đây thêm vào một vật thì sai rồi. Một cái ý nghĩ chính là một vật, không được thêm vào.
Cho nên người tham thiền, niệm một tiếng Phật hiệu thì bị ô nhiễm rồi, xúc miệng 3 ngày. Xưa nay không một vật, sao lại có chữ Phật vào chứ? Phật cũng không có. Phật cũng không có. Chúng ta có cần niệm Phật hay không? Cần phải niệm. Cách niệm như thế nào vậy? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm thì đúng rồi, là chính xác. Nếu như bạn có niệm, bạn liền có một vật, vậy thì sai rồi. Bạn không niệm cũng có một vật. Có một vật gì vậy? Có cái không niệm, bạn cũng sai. Hay nói cách khác, niệm sai rồi, không niệm cũng sai. Làm sao mới không sai vậy? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm thì không sai. Không trụ hai bên, không giữ trung đạo. Làm mà không làm, không làm mà làm, là giống như chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong chính pháp giới, thị hiện đủ dạng thân, tham gia đủ dạng sự nghiệp. Họ vô niệm, vô sanh. Vô niệm, họ không có lìa niệm. Vô sanh, họ cũng không có lìa sanh. Họ ở trong lục đạo, xả thân, thọ thân, thị hiện giống như chúng sanh vậy. Họ là đến đi đồng thời, tướng hiện ra không có mình. Hiện tướng là từ bi mà ứng hiện để giác ngộ chúng sanh. Tuy giác ngộ chúng sanh, nhưng không có ý nghĩ giác ngộ chúng sanh. Giống như lời trên Kinh Kim Cang nói, tuy độ tất cả chúng sanh mà thật không có chúng sanh nào được độ. Họ không có khởi ý niệm này. Trên kinh thường hay dùng mây để làm thí dụ. Thí dụ cho cái gì? Vô tâm, vô niệm. Ở trong Phật Pháp nói vô tác, vô vi. Vô vi mà không có gì không làm, không làm mà không có gì không làm. Như vậy mới tương ứng với thể tướng dụng của tự tánh, với pháp thân bát nhã giải thoát của tự tánh là tương ứng với đại phương quảng. Đây là hạnh Bồ Tát, đây là tâm Bồ Đề. Chúng ta ngày nay ở địa vị phàm phu, chúng ta có mê hoặc nghiêm trọng, chúng ta có nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta cũng rất muốn khế nhập, cảnh giới của Bồ Tát. Bắt tay làm từ đâu vậy? Nhất định phải bắt tay làm từ đoạn tham sân si. Phật Pháp, Thế Pháp đều không tham nhiễm, thuận cảnh không tham, nghịch cảnh không sân. Bắt đầu làm từ đây, hành động từ chỗ này. Thuận cảnh, nghịch cảnh biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch là không si. Không tham, không sân, không si gọi là ba thiện căn. Đoạn ác tu thiện. Đoạn ác gì vậy?
đoạn tham sân si. Tu thiện gì vậy? Tu không tham, không sân, không si. Bắt tay làm từ chỗ này, khôi phục kho báu tự tánh của chúng ta. Bởi vì tham sân si là nghiêm trọng nhất ở trong tất cả chướng ngại. Cái nghiêm trọng nhất thì phải làm trước. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu chính là không thể đoạn tham sân si. Cho nên bất luận bạn tu học như thế nào, bạn cũng đều không thể bước vào cửa được. Làm cả đời cũng là phước báo hữu lậu mà thôi. Nếu như không tu hiếu kính thì phước báo hữu lậu này của bạn vẫn không phải hưởng ở nhân gian, mà hưởng ở trong đường ngạ quỷ súc sanh. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không biết rõ, không thể không sáng tỏ. Bồ Tát hai chữ này là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa của hai chữ này, người xưa có hai cách phiên dịch. Một cái phiên dịch là chúng sanh có tâm đại đạo. Đây là cách dịch xưa. Đại sư Huyền Trang về sau dịch là giác hữu tình, là chúng sanh hữu tình, giác ngộ. Hai cách phiên dịch đều hay. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm cần phải truyền dạy cho người nào vậy? Đại tâm phàm phu. Các vị phải biết, phàm phu có tâm lớn chính là phàm phu có tâm đại đạo. Tuy không gọi bạn là Bồ Tát, mà chỉ cần phát tâm lớn, bạn chính là Bồ Tát rồi. Nếu như gọi bạn là Bồ Tát, bạn sẽ giật nảy mình: tôi không phải là Bồ Tát, tôi không dám nhận. Nói phàm phu có tâm lượng lớn thì được, tôi là phàm phu, tôi phát tâm lớn thì được. Nào ngờ là phàm phu có tâm lượng lớn chính là Bồ Tát. Chúng ta là chúng sanh có cảm tình. Cảm tình chính là phiền não. Hữu tình chính là có phiền não rồi. Tuy có phiền não, họ giác ngộ rồi. Cái này thì được. Giác ngộ rồi, tức là tôi đã xác định đúng phương hướng rồi. Tuy vẫn chưa vào cảnh giới của Phật, nhưng cái tâm hạnh phương hướng này của bạn đích thực là phương hướng thành Phật. Góc độ không có sai lệch. Giống như hàng hải hàng không vậy, chúng ta nhắm la bàn rất chính xác, phương hướng rất chuẩn xác. Tuy vẫn chưa nhìn thấy bờ bên kia, nhưng mà biết nhất định là có thể đến được bờ bên kia. Đây là ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là người, dứt khoát không được hiểu lầm. Bồ Tát không phải là thần, Bồ Tát cũng không phải là tiên. Bồ Tát là người. Nếu như nói rõ ràng, sáng tỏ hơn một chút, thì Bồ Tát là một người sáng suốt, phàm phu là người mơ hồ. Nói thế này thì mọi người sẽ dễ hiểu. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Biết được nghiệp nhân, quả báo của nó. Chúng ta thường nói nhân duyên quả báo. Như thế thì gọi là Bồ Tát. Nếu như bạn không hiểu rõ, đối với người, giới sự, giới vật đều không sáng tỏ, không biết sự việc là như thế nào, đây liền gọi là phàm phu. Danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta chỉ giới thiệu đơn giản đến chỗ này. Bên dưới còn có hai chữ bổn nguyện. Bổn là căn bản,
Ý nghĩa ở chỗ này là nói cái nguyện này của Ngài không phải trong đời này mới phát. Chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có đời quá khứ, cũng có đời vị lai. Cho nên nói ba đời. Bồ Tát Địa Tạng ở trong đời quá khứ đã phát cái nguyện này. Quá khứ còn có quá khứ, quá khứ vô thủy, vô thủy kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều phát cái nguyện này. Chúng ta gọi cái nguyện này là bổn nguyện. Cho nên cái nguyện này là có căn bản, không phải ở trong đời này mới phát. Nguyện là một loại hy vọng, là một loại mong cầu. Cái mong cầu này hy vọng có thể đạt được. Vậy liền gọi nó là nguyện. Nếu như ý này nói sâu hơn một chút nữa, bổn chính là chân như bổn tánh, và nguyện là sinh ra từ trong bổn tánh. Đây mới là ý nghĩa chân thật của bổn nguyện ở trong Pháp Đại Thừa. Bồ Tát như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Pháp Thân Đại Sĩ. Đã đoạn hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rồi. Đây là đã đoạn hết rồi. Gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Quả thật là khế nhập cảnh giới trên quả địa Như Lai. Tuy khế nhập chưa đủ sâu, nhưng mà đã bước vào, đã là minh tâm kiến tánh. Cái nguyện vào lúc này phát xuất ra từ trong tự tánh. Người chưa có kiến tánh thì hình thành tâm nguyện từ trong thức. Chúng ta nói có đời quá khứ, còn có đời quá khứ nữa, nhiều đời nhiều kiếp đều phát cái nguyện này. Đây là nói từ trong thức tâm. Sau khi minh tâm kiến tánh rồi thì nói từ trong bổn tánh. Hai cái ý nghĩa này đều có thể gọi nó là bổn nguyện. Ý nghĩa của bổn nguyện sâu cạn, có sai khác. Thế nhưng ở trên tướng dụng rất giống nhau. Trên sự tướng, vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp có cái nguyện này. Nguyện lực này của họ rất mạnh, cũng không dễ dàng bị dời đổi bởi cảnh giới bên ngoài. Cho dù bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài, họ cũng quay đầu rất nhanh. Họ sẽ giác ngộ, họ sẽ quay đầu, họ có thể sám hối. Nếu như cái nguyện này đời này mới phát, hoặc giả là mới phát trong một đời, hai đời quá khứ, thì sức mạnh này của họ cạn, rất dễ bị ngoại cảnh mê hoặc. Sau khi mê rồi thì không dễ gì quay đầu, không biết sám hối. Chúng ta mới biết cái nguyện lực này của họ không đủ độ sâu. Cũng chính là họ không có bổn. Nếu như có bổn thì nhất định chịu quay đầu. Chúng ta xem ở trong Quán Kinh, vua A Xà Thế tạo đủ dạng tội nghiệp. Đến khi
bản thân thọ nhận quả báo này, bệnh khổ hiện tiền, tướng địa ngục hiện tiền, ông có thể hối lỗi, có thể làm lại cuộc đời, chứng tỏ ông trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, ông tu trì có sức mạnh, nguyện lực của ông rất lớn. Tuy nhất thời hồ đồ, nhất thời mê rồi, đến giờ phút quan trọng ông vẫn có thể giác ngộ. Đây đều là thấy từ trên sự tướng. Nếu như là Bồ Tát Pháp Thân phát nguyện từ trong tự tánh, đó mới là bổn nguyện chân thật, nhất định sẽ không bị dao động bởi ngoại cảnh. Cho dù ở thời đại lớn này, Phật ở trên kinh nói tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, họ cũng sẽ như bất động, không bị ảnh hưởng. Đây là một chút ý nghĩa của bổ nguyện. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật.